Chào mọi người nha. Rồi, chào mọi người luôn. Hôm nay thì Trương với bác trai đi câu cá rô tiếp nha mọi người. Hiện tại thì Trương với bác trai đang ở kênh K2 của xã Lăng Biển, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp đó mọi người. Hôm nay bác trai sức chiêu bữa nữa nè mọi người, không biết sao đây. Đường kinh này thì Trương cũng câu được mấy lần mọi người. Cá mắm thì nói chung thì cũng rất là ok. Đó. Hôm nay thì cái mực nước lên cũng rất là cao luôn mọi người. Càng ngày thì nước càng lên cao. Đó, hôm nay là mấy cái thế nè mọi người. Thường thì khách câu Trương thì sẽ câu trong mấy cái vị trí như vậy nè mọi người, cặp mé bờ đó. Cần thì Trương vẫn xài cần trúc Đà Lạt mọi người, thằng này dài 1m1, 1m2, lưỡi thì giữa trứng rùa 2,5 hoặc số 3 mọi người. Phao chi chì nè, bác trai thì cũng xài như vậy luôn. Rồi, bác trai thấy cái chỗ này cá ụt nè mọi người, xuống nhấp thử. Hồi thì Trương xài một dế nha mọi người. Đó. Để coi bác trai câu cá nó ăn không. Trương móc mồi bắt đầu đi thả thử nha mọi người. Này mà nó chịu lên đớp cái đã luôn á trời. Có ụp ngoài kìa. Nước này lên rồi chứ. Nước bây giờ chắc cứ đổ một hướng về phải không bác trai? Đúng rồi, nó đổ một hướng đó. Rồi, mà dế chân móc về nha mọi người. Từ đầu xuống. Đây, thả thử cái lỗ này. Chỗ này hơi cỏ rồi. Cá lên. Kế bên rồi thôi rồi quá trời đã. Cá nè mọi người, mập ú luôn rồi, đúng cá mùa nước ngon ghê mọi người. Ba ngón tay nè rồi, quá phê để chú gỡ nha. Vô con mở hàng. Cá nhỏ mà cũng ú luôn rồi. Anh chưa gã nha mọi người. Một nước cá cái này thôi kho tiêu. Thứ gì chịu nổi.
Rồi Unu mọi người, rồi để chừng gỡ nha. Đó, 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 đó. Trời ơi, nó dướng tựa lưa luôn nè. Quá trời. Cá không bự mà. Nhưng mà có lỗ giật 2-3 con là quý rồi. Rồi để xin gửi. Trời ơi, cái tim kìa. Táp hộp rồi mọi người. Đó. Ôi, ôi đã nè mọi người. Quá trời không. Cá. Rồi để chừng gỡ nha. Dạ. Yeah. Ăn không? Ăn nè ba trai. À. Ăn. Ui. Trời trời trời. Ba trời. Trời ơi trời. Sắp có mai quá chứ vậy. Ba trời. Giờ là câu cặp mé không mọi người, mà nó cũng ăn nè. Rồi để chừng gỡ nha. Dướng nè chứ. Ôi, rồi cá uống nè. Rồi để chừng gỡ nha. Trời ơi, trúng ổ cá nhỏ rồi. Rồi cũng ngon mọi người. Nè. Rồi để chừng gỡ nha, móc kiểu này là hết sảy rồi. Hết luôn trời. Con này giật sướng luôn. Quá đã. Qua đã. Rồi đi chân gỡ nha.
tim rồi. Ăn đi con. Ngắm mà ơi. Nu. Kéo khao cao quá, trời nuốt lưỡi luôn rồi. Gì mấy cái nuốt luôn. Rồi chưa gỡ nha. Rồi lên tắt bao. Mày tắt cái phao nè. Tưởng nó chạy mục tiêu rồi chứ. Trời ơi. Dịp không tới. Ôi xui. Ăn nữa rồi nè. Bây giờ phải giật mạnh xí. Nói giật hơi nhẹ nó không sốc đủ mọi người. Đây này. Rồi xin gỡ nha mọi người. Hôm nay cá đều đều không à. Mập ú ngon ghê. Chỗ này giờ phải giật bạo lực chứ không giật khơi khơi được. Rồi, xảy con dính con hết. Con đó. Đã. Sớm giờ mới theo em chất lượng. Đâu rồi nè mọi người, dính có xíu thì xém nữa, xúc nữa nè. Không, nó gị nhanh quá. Chiến mà dính 4 con cái này rồi, sướng mọi người. Đấy, bà chai nhiều không? Đi đi lại chỗ mát hả? Đâu bà chai? Lát hai nước đi. 2, 4, 6 con. Con cá dài thòn à. Trời nãy con sảy con quá trời. Con nè, nãy giờ mười mấy con. Rồi đổ vô đi bác cha để lát hồi nó ấy. Để kệ nó nước ít ít gì đó. Túi con nó hầm lắm, để sợ nó chết. Nước ít ít gì đó nó sống. Cho nhẹ cái túi cái đi. Cái này dính kích ngon quá. Đang chỗ đó nó đang lôi con muốn mồi chứ không, nó kích cái điện. Đấy rồi. Rồi xong luôn hả? Xong luôn. Hai nước nó cái. Nay gặp kích thủ rồi mọi người. Xui rồi. Thôi. Nước cũng đang rồng. Rồng chứ nước nó vẫn câu được. Dạ, nước còn cao. Rồi, để tiếp tục nha mọi người. Giật mép nữa không ấy luôn. Cá rồi mọi người. Rồi chân gỡ nha.
này. Ồ quá đã. Lên nó đớp mọi người. Lên nó đớp một cái. Nó thồn với nó luôn. Cá ngon ghê nè. Rồi chân gỡ nha. Sớm giờ dính cá cặp mé nhiều ghê mọi người. Nước cũng đang nhưỡng lớn nè. Vô mé kiếm ăn. Rồi để chừng gỡ cái nha. Cá đúng mùa nước nhìn đã. Con nào nấy đã ghê. Mẹ nhỏ. Nắng trời. Cái hang đá kìa. À, cá nhỏ hả? Cá nhỏ thiệt. Mà cũng uống nè mọi người, rồi để chân gỡ nha. Khủng không? Khủng long không? Ồ, bự mọi người. Nặng chịch luôn. Khủng luôn. Mọi người. Quá đã. Rồi để xin gỡ nha. Chui vô mé em. Đây nè mọi người, cá cỡ này mà làm thấy ghê lắm. Rồi chưa gỡ. Trời. Không ngừng giật luôn nè. Nhảy lên táp chín luôn. Đã mọi người. Rồi để chuyên gỡ nha. Nó. Ồ, có lý. Cái này không ngừng giật cũng đã rồi mọi người. Rồi chân gỡ nha. Rồi chuẩn bị rút về nha mọi người. Cá này bị chích cái ngàn cái cá nó nhát ăn mọi người. Thì chỗ nhầm chỗ còn chịu ăn nhầm chỗ nó nhát ăn. Giống như chỗ nào mà bị lùa qua rồi đó. Nay câu cũng được nhiều đây để lát về đổ ra nha mọi người. Rồi hai bác cháu về tới nhà nha mọi người. Trời ơi chết nó ráo rồi, nãy không thay nước không trai. Có chứ thay. Có hả? Tại vì cái thùng nó rớt mấy lần luôn á. Rớt hả? Ừ. Đó, ngày nay câu được như đây nha mọi người, cũng mấy chục con á. được mấy con này đã ghê là mọi người. Nè, đó. Ú nè. Cỡ này mà kho hay là nấu canh khoai mỡ vậy ha. Nhức nách. Còn mới nhỏ nhỏ thì chiên xù mọi người. Cỡ này là kho ngon rồi nè. Còn cỡ này thì chiên xù. Kho cũng ngon nữa, nó mập.
chứ không ốm mọi người. Ở đây chắc cũng gần ký cá bác trai. Ừ, ký hơn ký à.